Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của Túng Ô Tô nha. Hôm nay bên cửa hàng còn khá là nhiều các dòng xe mô tô anh em. Suzuki GZ 150 ha, Dalim VS 125 ha. Đó, khá là nhiều xe. Rebel 170 cũng có luôn anh em. Honda Master 125 và Dalim Magma 125 cũng có luôn. Và con Yamaha R15 V3 cũng có. Con này thì con này thì có khách ở Đà Lạt chốt ha. Và hiện tại bên em mới vừa về một con màu đen giống vậy luôn, Dalim VS giống vậy luôn, xe khá là ok luôn. Đó, anh em để ý nha, anh em nào cần mua Dalim VS thì bên em còn về một chiếc màu đen khá là đẹp luôn, máy linh nha. Còn con màu xanh này thì đã có khách ở Đà Lạt chốt nha. Đây, tiếp đến là một con Suzuki GZ 150 luôn anh em. Đó, hai con luôn. Con này thì hiện tại bên cửa hàng đang bán ra với giá là 48 triệu nè, GZ 150 có thùng luôn, biển số thành phố luôn nha anh em, biển số thành phố luôn, chính chủ luôn nha. Đó. Đây. Con này thì cực kỳ căng luôn, con này thì cũng là Suzuki GZ 150A. Con này thì hiện tại bên cửa hàng đang bán ra với giá là 54 triệu. Rebel 170 nè. Đó, khá là đẹp luôn. Con này thì hiện tại bên cửa hàng đang bán với giá là 42 triệu nha. Đó, anh em nào hỏi Honda Master thì hiện tại bên cửa hàng có Honda Master này nè, Master 2 khá là đẹp luôn, xe ring nha. Đó, con này thì hiện tại bên cửa hàng đang bán ra với giá là 31 triệu 500. Yamaha R15 V3 xe khá là đẹp, Dalim Magma còn là xe đẹp hết nè. Anh em bấm lên cái kênh đây, xí này em sẽ quay từng chi tiết con xe này cho anh em, và em sẽ up một cái video lên để cho anh em mình xem. Anh em chưa đăng ký kênh ha, anh em bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi video sau em sẽ up từng, em sẽ quay từng chi tiết tất cả các con xe này lại với nhau để giới thiệu cho anh em xem. Đó, và hiện tại bên cửa hàng bán xe là có ship xe đi các tỉnh luôn nha. Đó, có ship xe đi các tỉnh luôn anh em. Anh em ở tỉnh anh em không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua thì bên Túng Ô Tô sẽ ship về tận nơi cho anh em mình luôn. Đó, khá là đẹp nha. Nha, su rồi vết rồi. Đó, còn là xe đẹp không anh em? Đây là cái hàng mình chuẩn bị ship đi cho khách. Đó, anh em khách mua hàng bên Túng Ô Tô nè, phụ tùng á, đang chuẩn bị ship đi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau nha. Hiện tại bên cửa hàng mới về một con Dalim VX 125, xe màu đen, xe nhập thùng nha, khá là rinh luôn. Anh em bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau nha.